Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tập 56. Tại nhà hàng Mèo Xanh, Diệp Mộ Phàm vừa nhìn thấy Oản Oản liền hỏi cô, có chuyện gì thế, công ty còn vài chuyện cần xử lý. Oản Oản cười nói với anh, anh ngồi đi, lâu rồi chúng ta chưa ngồi lại nói chuyện với nhau. Diệp Mộ Phàm có chút ngạc nhiên, Oản Oản gấp gáp muốn gặp anh như vậy, chỉ vì để nói chuyện thôi sao? Anh, anh có còn nhớ lúc nhỏ, khi chúng ta còn ở trong thôn, anh đẩy em xuống sông khiến em suýt chút nữa bị chết đuối không? Đây là chuyện duy nhất mà lúc oản oản còn nhớ khi còn nhỏ, mấy chuyện vật vãnh khác thì nhớ mãi vẫn không ra. Diệp mộ phàm vội vàng chối bỏ, anh nói với em gái là không nhớ, có chuyện này nữa sao, đã nhiều năm vậy rồi. Đừng nói là cô em gái này định nhớ lại chuyện xưa để tính sổ với anh đấy nhé, chả trách nhìn nụ cười của con bé lại miễn cưỡng và kỳ lạ đến vậy. Oản oản chỉ cười nói tiếp, anh không nhớ đúng không, vậy anh em ta tìm nơi khác uống rượu, có gì rồi tâm sự với nhau. Diệp Mộ Phàm lo sợ em gái uống rượu nên anh đành phải thú nhận ngay, anh đột nhiên nhớ ra rồi, thực ra thì em cũng đừng trách anh làm gì. Lúc đó anh còn nhỏ nên mới lỡ tay đẩy em xuống, oản oản nhìn anh nhận định, quả nhiên là trùng khớp với ký ức của cô. Em à, tuy hồi nhỏ anh lúc nào cũng bắt nạt em nhưng nay lớn rồi, anh thương em lắm. Khi em lên cấp 2 từng viết thư tình cho Lý Allen trong lớp chúng ta ấy, anh thấy rồi mà cố tình phớt lờ không mách với bố mẹ đó. Oản oản không khỏi kinh ngạc, trong đầu cô hoàn toàn không có ký ức gì về chuyện này em bảo là không được kể với ai vậy nên anh có nói với ai đâu sau đó anh liền tịch thu bức thư tình kia đến giờ anh vẫn còn cất ở trong nhà ấy oản oản đứng bật dậy rồi kéo tay anh về nhà lấy bức thư tình diệp mộ phàm hốt hoảng mà nhìn cô về nhà sao công ty còn có việc mà tìm thấy chưa đợi xíu lạ thật anh nhớ là để ở đây mà a à, tìm thấy rồi diệp mộ phàm nhìn cô trêu chọc em nói xem anh mà đưa mấy thứ này cho bạn trai hiện tại của em thì oản oản giật lấy bức thư tình từ tay anh trai sau đó đọc nó tình yêu thầm kín thời thanh xuân người bình thường sẽ nhớ cả đời nhưng cô lại chẳng có chút ấn tượng gì cả dường như đoạn ký ức này chưa từng xảy ra bao giờ chẳng lẽ cô đã bị tư dạ hàn nhồi nhét ký ức của diệp oản oản vào đầu sao còn cô không phải là diệp oản oản vậy trước khi cô mất đi ký ức thì cô có quan hệ gì với tư dạ hàn là kẻ địch sao hay tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tư dạ hàn sao tư dạ hàn lại đối xử với cô như vậy mục đích của anh ấy là gì oản oản đang mải mê suy nghĩ thì bất ngờ diệp mộ phàm chạm vào vai cô sau đó gọi tên cô oản oản bất ngờ oản oản vặn ngược tay diệp mộ phàm lại khiến anh đau đớn kêu lên đau quá gãy rồi gãy rồi sắp gãy rồi oản oản lúc này mới bừng tỉnh mà thả tay anh ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi xin lỗi anh diệp mộ phàm quay lại hỏi cô đau chết mất Hồi nhỏ em chỉ học chút võ phòng thân, sau nay lại đánh đấm giỏi quá vậy. Đặc biệt là sau khi uống say, e là đến thầy dạy võ cũng không đấu lại em. Thật là vô lý quá mà, oản oản hỏi anh, sau khi say thì em sẽ như thế nào? Diệp mộ phàm nhớ lại những lần trước đây khi oản oản say, sau khi cô say có thể đấm vỡ một mảng tường. Thấy ai đẹp trai sẽ đến gạ người đó, cảm giác như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Nếu cô không phải là Diệp oản oản, thì võ lực mà cô sử dụng sau khi say có thể chính là bản thân cô trước khi bị xóa bỏ đi đoạn ký ức. Vậy cô rốt cuộc là ai? Diệp mộ phàm kinh ngạc hỏi lại cô, cái gì, em là ai? Bỗng nhiên Oản Oản có điện thoại gọi đến, là nhiếp vô danh. Oản Oản nghe máy, alo, sao thế, anh nói cái gì, tín hiệu không được tốt cho lắm, quán mau linh sao, nửa tiếng sau, được, tôi biết rồi. Có người bạn tìm em, em đi trước đây, Vừa hai cô có thể hỏi thăm tình hình của đường đường thông qua nhiếp vô danh, còn chuyện số điện thoại thần bí kia, có lẽ bọn họ sẽ tìm ra được manh mối. Tại quán ăn Mao Linh, Phong Huyền Diệp hỏi đám người còn lại, sao đội trưởng còn chưa đến? Tên đạo sĩ thần tiểu hư nói đội trưởng đi đặt vé máy bay rồi. Đội trưởng không có tiền nhưng cậu thì có, dùng tiền lương của cậu làm việc ở tư gia để đặt đó. Phong Huyền Diệp không khỏi hụt hẫng, số tiền mồ hôi nước mắt hắn cày cả một năm nay bị bọn họ dùng sạch rồi ư? Bỏ đi, nói chuyện chính nào tôi đã làm việc ở tư gia hơn một năm, giờ có thể chắc chắn rằng Diệp Oản Oản chính là nhị tiểu thư. Đám người thần tiểu hư và tiểu điềm điềm liền lên tiếng, đừng nói nhảm nữa, đã tìm thấy nhị tiểu thư rồi, vậy nên đội trưởng mới đi đặt vé máy bay để chúng tôi cùng về đó. Phong huyền diệt thấy có chút kỳ lạ. Sau khi tư dạ hàn mất tích, hắn đã vào phòng ngài ấy tìm thấy tập văn kiện viết IVKVK là tên viết tắt của Diệp Oản Oản. Thân phận thật sự của Diệp Oản Oản chắc chắn là nhiếp vô ưu chỉ là đã bị tư dạ hàn đưa ký ức của diệp oản oản vào cô ấy mà thôi nhưng nếu diệp oản oản là nhiếp vô ưu vậy thì người đã tìm thấy ở độc lập châu là ai mà vừa hai tư dạ hàn đột nhiên mất tích phải chăng hai người này có mối quan hệ với nhau hoa hoa có điện thoại nên đi ra ngoài nghe tôi hiểu rồi chỉ là vừa nãy phong huyền diệp nói diệp oản oản mới chính là nhị tiểu thư thật sự được tôi hiểu rồi thấy nhiếp vô danh đến hoa hoa liền tắt máy sau đó cười tươi đội trưởng anh về rồi hả cơ mà đội trưởng cái người được tìm thấy đó có thật là nhiếp vô ưu không vậy nhiếp vô danh mắng hắn ta lắm lời chẳng lẽ bố mẹ tôi nhận nhầm được chắc sau đó nhiếp vô danh hỏi phong huyền diệc lúc trước cậu nói có manh mối quan trọng muốn nói với tôi là sao vậy phong huyền diệc đứng dậy hỏi lại đội trưởng người được tìm thấy đó có chắc là nhị tiểu thư đã được tìm thấy không vậy chắc chắn mới tìm được con nha đầu ngốc đó mấy ngày trước bố mẹ với em gái tôi cũng đã xác nhận qua rồi chính là con bé ngốc nghếch đó cậu hỏi cái này làm gì không có chuyện gì cả đội trưởng, xem ra cả nhà họ Nhiếp đều tưởng rằng kẻ giả mạo kia là Nhiếp Vô Ưu, giờ Phong Huyền Diệp có nói gì cũng vô ích thôi. Thế lực đằng sau kẻ giả mạo kia vẫn chưa biết thế nào, tốt nhất không nên manh động, lỡ mà để lộ ra Diệp Oản Oản mới là nhị tiểu thư thì có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cho cô ấy. Phong Huyền Diệp nói với Nhiếp Vô Danh, "Đội trưởng, tôi vẫn chưa thể cùng về với mọi người được, bên này còn nhiều việc chưa xử lý xong." Nhiếp Vô Danh nói với vẻ luyến tiếc, "Sao không nói sớm, tôi đặt vé mất rồi." hủy đi, à đúng rồi, nhớ trả tiền lại cho tôi nhé. Nửa tiếng sau oản oản đến chỗ hẹn. Em gái oản oản à, giờ đã tìm thấy mẹ ruột của cháu ngoại tôi rồi, ngày mai chúng tôi phải về bên ấy. Chắc lần chia xa này sẽ phải vĩnh biệt mãi mãi, oản oản liếc mắt lừ anh ta, không biết ăn nói thì đừng có nói, vĩnh biệt ai chứ. Oản oản hỏi nhiếp vô danh, đường đường có khỏe không, hắn ta thở dài nói, sao mà tôi biết được, nhưng mà thằng nhóc đó có bao giờ không khỏe đâu đột nhiên điện thoại của nhiếp vô danh kêu lên đã tìm thấy mẹ ruột rồi còn muốn giày vò tôi đến bao giờ nữa đây đường đường nhìn ông cậu qua điện thoại nhưng vẫn không nói gì tiểu tổ tông lại gì nữa đây đường đường hỏi mẹ có khỏe không nhiếp vô danh ngơ ngác không hiểu mẹ cháu có khỏe không thì đi hỏi bà ngoại ấy không đúng cháu không ở nhà sao chẳng lẽ mẹ cháu có khỏe không mà cũng hỏi đường đường tức giận nói lớn cháu nói là mẹ cháu ồ mẹ cháu khỏe lắm theo như cậu nhớ thì chưa bao giờ mẹ cháu không khỏe cả. Hay là hai người nói chuyện một lát nhé. Đường Đường nhìn thấy Oản Oản thì gương mặt rạng rỡ hẳn lên, "Mẹ ơi, Đường Đường, con ở nhà có vui không? Nếu mẹ cũng ở đây thì sẽ càng vui hơn. Mẹ ơi, con muốn nghe mẹ kể chuyện, với cả hát nữa. Mẹ ơi, sau này chúng ta còn có thể gặp nhau không?" Tuy Oản Oản rất nhớ Đường Đường nhưng cô là người ngoài không thể vào độc lập châu được, thằng bé cũng tìm được mẹ rồi, chẳng có lý do gì phải gặp nhau nữa cả. Có lẽ duyên phận của cô và đường đường chỉ có thể đến đây thôi. Một cô gái bước vào gọi tên đường đường. Nhiếp lung linh, tam tiểu thư của nhiếp ra bưng bát canh đến bên cậu bé. Mẹ cháu làm canh hầm cá này, mau thử đi. Nhiếp lung linh nhìn Diệp Oản Oản qua điện thoại rồi hỏi đường đường, đây là ai? Cậu bé nói đây là mẹ cháu. Ăn nói bậy bạ, mẹ cháu với bà ngoại sắp vào rồi, cháu mà còn tùy tiện gây chuyện như vậy nữa thì bắt đại một con chó con mèo nào đó mà gọi mẹ. Nhiếp vô danh ở đầu dây bên kia mắng em gái, em nói lại lần nữa xem người ta đã chăm sóc thằng bé lâu như vậy còn là bạn của anh em còn ăn nói vô ý tứ như thế nữa thì về anh đánh cho vỡ mùn đó em sao nào em vừa vào đã thấy thằng bé gọi cô ta là mẹ ai mà biết là bạn của anh đầu óc anh bị gì thế nhiếp phu nhân bước vào hỏi con gái chuyện gì mà ồn ào thế cho đường đường ăn trưa nhiếp lung linh nói với bà thằng bé đang nói chuyện với mẹ cũ từng chăm sóc nó sau khi đường đường về nhà tâm trạng chẳng vui vẻ gì đến nằm mơ cũng gọi người mẹ giả này, thật không ngờ lâu như vậy rồi mà âm hồn vẫn bám dai như vậy. Một cô gái xinh đẹp trông giống hệt nhiếp vô ưu liền lên tiếng gọi đường đường. Mẹ mới là mẹ của con. Đường đường lạnh lùng nói, con không ngại có thêm một người mẹ. Là mẹ không tốt, mẹ không nên bỏ con mà đi, không nên bỏ nhà ra đi. Là mẹ không làm tròn trách nhiệm của mình, khiến cho người khác nhân cơ hội mà làm tới, đều tại mẹ, tất cả đều tại mẹ. Nhiếp phu nhân đau lòng nhìn con gái mà an ủi cô ta. Sau đó bà nói với Oản Oản qua điện thoại, Diệp Tiểu Thư, thật sự rất cảm ơn khoảng thời gian trước đây cô đã chăm sóc cho Đường Đường. Nhưng giờ đã tìm thấy mẹ Đường Đường rồi, tôi hy vọng Diệp Tiểu Thư sau này đừng liên lạc gì với Đường Đường nữa. Tôi tin cô cũng không mong thằng bé và mẹ nó bất hòa với nhau, hy vọng cô có thể thông cảm cho bà già này. Oản Oản đương nhiên có thể cảm thông cho nhiếp phu nhân, nhưng sao tim cô lại đau như có ai đó đang cầm dao cứa vào thế nhỉ? Đột nhiên nhiếp vô danh giật lấy điện thoại trên tay Oản Oản, mấy người nói đủ chưa nhiếp vô ưu em giả vờ đáng thương như thế làm gì lúc diệp tiểu thư hao tâm tổn sức chăm lo cho đường đường thì em đang làm gì ánh mắt vừa rồi em nhìn diệp tiểu thư là có ý gì có tin anh về đánh gãy chân em không nhiếp vô ưu làm ơn hãy sống thành thật một chút còn làm ra mấy trò thế nữa thì anh sẽ đưa đường đường cho diệp tiểu thư nuôi khiến em mãi mãi không thể gặp được thằng bé nhiếp phu nhân tức giận mà quát lên cái thằng mất dạy này con dám sao nhiếp vô ưu vội vàng khuyên ngăn mẹ anh ấy nói được sẽ làm được chúng ta cứ thuận theo anh ấy trước đã nhiếp phu nhân nghe lời con gái mà hạ giọng được 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 coi như con uống nhiều rồi đi đợi con về rồi nói hôm nay tới đây thôi nhiếp vô danh ở đầu dây bên kia kiên quyết bắt nhiếp vô ưu phải lập tức xin lỗi diệp tiểu thư oản oản lên tiếng khuyên ngăn bỏ đi không có gì đâu cô không thể cứ đứng nhìn nhiếp vô danh và người nhà anh ấy cãi nhau như vậy được huống hồ người phụ nữ đó lại là mẹ ruột của đường đường nhiếp vô danh bất ngờ nổi nóng Tôi nói xin lỗi thì phải xin lỗi, bà chủ Diệp, cô muốn tôi mất mặt hả?" Oản Oản vội vàng xua tay, "Không không không, anh nói gì cũng đúng hết, lần này coi như Oản Oản được mở mang tầm mắt, Nhiếp Vô Danh mà nổi cơn lên thì như biến thành một người khác vậy." Nhiếp Vô Ưu ở đầu dây bên kia đành phải lên tiếng xin lỗi, "Diệp tiểu thư xin lỗi, vừa nãy là do tôi không đúng, mong cô bỏ qua cho." Nhiếp Vô Danh nghi ngờ hỏi mẹ, "Cái cô Nhiếp Vô Ưu đó có phải em gái con thật không vậy?" Sao nhiếp vô ưu có thể biến thành một người có tính cách ngứa đòn như vậy được, con hận không thể cho nó ăn mấy chiếc dép vào mồm. Đứa con gái ruột của mẹ ấy à, đừng nói là giả vờ uất ức, cho dù có uất ức thật thì tuyệt đối cũng không thể hiện ra trước mặt con. Cô ta có phải kẻ giả mạo không vậy, vết bớt, DNA, mấy thứ này đều làm giả được hết. Con cũng không muốn nói nhiều nữa, nhiếp vô ưu, tạm thời tôi sẽ gọi cô như vậy. Nếu để tôi phát hiện ra cô là kẻ mạo danh thì cô cứ đợi chết đi như lai phật tổ ta đây chẳng lẽ còn không nhận ra con khỉ đột giả mạo như cô hay sao bà chủ diệp chuyện hôm nay cô đừng để bụng nhé là do tôi sắp xếp mọi chuyện không ổn oản oản nói không sao mà đúng rồi anh có biết số điện thoại này ở đâu không oản oản đưa cho nhiếp vô danh xem số điện thoại đã gọi điện cho tư dạ hàn rất nhiều lần trước khi anh mất tích nhiếp vô danh xem xong thì có chút ngạc nhiên cái này là số điện thoại ở độc lập châu đây mà ở độc lập châu có thể gọi ra bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nào gọi cho Độc Lập Châu được. Đúng như dự đoán của Oản Oản, quả nhiên là số điện thoại của Độc Lập Châu, xem ra tư dạ Hàn mất tích có liên quan mật thiết đến Độc Lập Châu. Oản Oản hỏi Nhiếp Vô Danh, vậy anh có thể lấy máy anh gọi vào số này được không? Nhiếp Vô Danh không ngần ngại lấy điện thoại ra, được chứ, có gì mà không được. Nhiếp Vô Danh vừa gọi thì có giọng con gái bắt máy, xin hỏi ai đấy? Nhiếp Vô Anh hỏi cô là ai thì bị quát cho một trận, anh bị điên à, anh gọi đến hỏi tôi là ai? sau đó là một loạt tiếng tút tút, nhiếp vô danh gãi đầu gãi tai, sao lại cúp máy rồi. Oản oản cầm lấy chiếc điện thoại của nhiếp vô danh rồi bảo với anh ta, đưa tôi, để tôi nói cho. Thật ngại quá, vừa nãy bạn tôi không nói rõ, thật xin lỗi. Tôi muốn hỏi tư dạ hàn có đó không, cô gái đầu dây bên kia hỏi lại oản oản, cô tìm tư dạ hàn sao? Cô là ai? Người này biết tư dạ hàn, xem ra tư dạ hàn chắc chắn đã đến độc lập châu. Nhiếp vô danh ở bên nhanh nhỏ nói chen vào, Chúng tôi là bạn người chung của cậu ấy. Vừa nghe nói vậy thì đầu dây bên kia liền tắt máy ngay, Nhiếp Vô Danh không khỏi ngạc nhiên, sao vừa nhắc đến Trung Quốc lại cúp máy rồi, xem ra người này rất ghét Trung Quốc. Nhiếp Vô Danh cất điện thoại vào trong túi áo rồi nói với Oản Oản, có lẽ người này không muốn nhận cuộc gọi từ Trung Quốc gọi đến, có gọi nữa thì cũng không bắt máy đâu. Oản Oản nói có thể nhờ anh một chuyện được không, sau khi anh về có thể giúp tôi nghe ngóng thông tin về bạn của tôi không, có lẽ anh ấy đang ở Độc Lập Châu? muốn tìm người ở độc lập châu khó như mò kim dưới đáy bể, nhưng cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để nghe ngóng tin tức về cậu ấy. Oản Oản không khỏi cảm kích trước sự nhiệt tình của Nhiếp Vô Danh, "Cảm ơn anh." Oản Oản đột nhiên có điện thoại gọi đến, "Alo, Lạc Thần, có chuyện gì thế?" Lạc Thần hỏi Diệp Ca tối nay có rảnh không? Tối nay anh Thiên Vũ tổ chức concert, anh ấy mời tôi, cung húc với Diệp Ca đến làm khách mời biểu diễn. Hôm nay chị Gia Văn gọi điện đến để thông báo thời gian mà gọi cho cô mãi không được, oản oản ngại ngùng nói thật ngại quá tại có chuyện nên quên không gọi lại tôi biết rồi tôi sẽ đến đúng giờ đường đường rời đi giờ lại đến chuyện tư dạ hàn mất tích khoảng thời gian này tinh thần oản oản không được ổn cho lắm xém chút nữa quên mất chuyện này rồi diệp ca cô đến rồi oản oản nói với lạc thần thật ngại quá có chút chuyện nên đến hơi muộn cung húc nhìn oản oản thật lâu gặp quỷ rồi rõ ràng người trước mắt vẫn là người đó nhưng sao cung húc lại có cảm giác không giống như trước nữa cung húc lên tiếng hỏi lạc thần đồ ngốc cậu có thấy diệp ca có gì đó khác khác không lạc thần nói không có khác gì đâu khi chất đó rõ ràng giờ diệp ca đã tăng thêm phần bá khí cậu nhìn không ra hả cung húc lườm lạc thần một cái cái đầu trai thẳng như cậu không nhìn ra mới lạ diệp ca ca tối nay chúng ta hát chung một bài nhé lúng đồng tiền nhỏ được không hay là không thể không yêu bài hôm nay em sẽ gả cho anh cũng rất hay đó oản oản nhìn cậu ta mỉm cười mọi người cứ hát đi diệp ca hình như tâm trạng cô không được tốt cho lắm, có chuyện gì hả? Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời là tôi đã tốt lắm rồi, đến cung húc cũng nhìn ra tâm trạng cô không tốt, xem ra phải điều chỉnh tâm trạng lại thật rồi. Hàn Thiên Vũ nhìn thấy oản oản thì rạng rỡ hẳn lên, Diệp Bạch, cô đến rồi, xin lỗi nha, hôm nay bận quá. Chúc mừng cậu ra mắt được 5 năm, mở concert để đáp lại tấm chân tình của fan quả nhiên là một phương án rất tốt, cảm ơn cô, cô cũng chuẩn bị đi, đợi lát nữa mọi người cùng lên hát phía dưới khán giả cùng nhiệt mà hô vang, Thiên Vũ, Thiên Vũ, Thiên Vũ em yêu anh. Hôm nay là ngày tôi ra mắt được 5 năm, vô cùng biết ơn mọi người đã đến đây, ca khúc tiếp theo đây xin gửi tặng mọi người. Nhiếp vô danh trầm lặng đứng bên ngoài nhìn. Thần tiểu hư hỏi đội trưởng, ngày mai chúng ta phải về rồi, nửa đêm nửa hôm thế này còn đến đây làm gì? Nhiếp vô danh đáp, đương nhiên là đi nghe nhạc rồi. Nhưng mà đội trưởng, tiền vé không có rẻ đâu, cái tên nói lắp đó kêu anh đưa tiền của cậu ta cho hoác hoác rồi mà đúng đó đội trưởng không có tiền sao vào trong nghe nhạc được chúng ta đứng ngoài này nghe cũng được mà nhiếp vô danh tức giận quát lên mấy người thì biết gì có phải nhiếp vô danh muốn nghe đâu cái tên ma đầu kia trong lúc gọi điện thoại nằng nặc đòi nghe mẹ nó hát chứ bộ mẹ ơi đường đường muốn nghe mẹ kể chuyện hát nữa ngày mai bọn hắn phải về rồi sau này cũng không biết có cơ hội để đường đường gặp em gái hữu danh nữa chỉ có đêm nay nhưng mà đội trưởng chúng ta không có vé sao vào được tôi tự có cách Thiên Vũ, Hàn Thiên Vũ, em yêu anh. Cuối cùng xin mời các vị khách quý của đêm nay, Diệp Oản Oản xinh đẹp lộng lẫy bước ra cùng với Cung Húc và Lạc Thần, đúng là mỹ đoàn. Hàn Thiên Vũ cất giọng hát lên, Lạc Thần và Cung Húc cũng hòa giọng theo, cuối cùng là đến lượt Oản Oản cất tiếng hát. Phía dưới khán giả gieo hò cổ vũ, Diệp Bạch Diệp Bạch, nữ thần cưới tôi đi. Nhóm nhạc của chư thần thời đại khiến ai cũng phải trầm trồ về nhan sắc đỉnh cao lẫn giọng hát ngọt ngào, đặc biệt là Diệp Oản Oản cô được mọi người hò reo gọi tên không ngớt. Cho dù cô không phải là Diệp Oản Oản thì đã sao, cho dù đã quên mất đi chính mình thì đã sao, những thứ mà cô đã trải qua đều là sự thật, những người ủng hộ bên cạnh cô cũng đều là thật. Cho dù sống không phải vì chính mình, thì quãng đời này cũng là một phần hết sức quý giá và trân trọng trong sinh mệnh của cô, nó không hề vô nghĩa. Oản Oản ngước nhìn về phía đằng xa, sao trên biển quảng cáo lại có một nhóm người nhỉ, cô bị hoa mắt rồi sao? Khoan đã, người đó là, nhiếp vô danh sao, anh ta đang quay video hả? Tiểu Tổ Tông, có nhìn rõ không? Oản Oản nói với Hàn Thiên Vũ, có thể cho tôi mượn sân khấu một lát được không? Hàn Thiên Vũ vui vẻ nhận lời, đương nhiên là được, Đường Đường nói muốn nghe cô hát. Nhiếp vô danh trèo cao như vậy quay video, chắc là quay cho Đường Đường xem. Tổ Tông, hình như concert sắp kết thúc rồi, mọi người đều xuống khán đài hết rồi, lạnh chết tôi mất. Đột nhiên ánh đèn sân khấu bật sáng lên, một mình Oản Oản đứng đó cất giọng hát, sâu con bò lên phím đàn piano của tôi lắng nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra, con dế ngồi bên cạnh tôi, du dương hát theo tiếng nhạc, khó mà quên, khó tính được. Biết bao nhiêu chuyện bản thân từng gồng mình trải qua, từng hy vọng lại buông bỏ tất cả, hướng về quê nhà của sâu con. Sâu con điên, sâu con quậy, sâu con luôn biết cách xua tan đi mọi sự tĩnh mịch. Đường đường nghe bài hát rồi xúc động khóc gọi mẹ ơi. Cho dù mây mù có che bầu trời thì vẫn có thể thấy ánh sáng từ vì sao phát ra, thật muốn có thể vứt bỏ mọi thứ để hướng về thiên đường, nơi có sâu con cho dù có không nỡ thì cuối cùng cũng phải chia xa ngày mai nhiếp vô danh phải trở về rồi coi như bài hát này là món quà cuối cùng cô tặng cho đường đường vậy cảm động quá tôi nghe mà cũng khóc giàn rụa luôn tiểu tổ tông cúp máy từ lúc nào vậy thôi giải tán ngày mai còn phải dậy sớm nữa mình phải mau chóng quay về tận mắt xem thử cái cô em gái kia rốt cuộc là thế nào tại phòng trang điểm cung húc không khỏi thắc mắc mà hỏi oản oản diệp ca ca con sâu mà cô hát là ai vậy là tôi hả oản oản liếc nhìn cậu ta sức tưởng tượng của cái tên này hơi bị quá rồi thì phải diệp mộ phàm cũng lên tiếng hỏi cô hát nghe thâm tình như vậy đừng nói là hát vì cái tên mặt trắng kia nhé sao thế mấy ngày nay tâm trạng em không được ổn cho lắm đừng nói là chia tay rồi nha cung húc hớn hở hỏi lại thật sao oản oản chỉ còn biết thở dài không có chia tay sao cả đời này cũng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó tuy biết rằng chính tư dạ hàn đã phá bỏ đi ký ức của cô nhưng cô vẫn không tự chủ được mà muốn bảo vệ anh ấy. Ngày hôm sau tại ngôi nhà Hoa Hồng, sang sớm Oản Oản đã nhận được điện thoại của mẹ. Oản Oản trong nhà xảy ra chuyện rồi, là chú hai của con. Chú ấy chết rồi. Tình hình cụ thể như thế nào vẫn chưa rõ, con mau về một chuyến đi. Oản Oản vội vàng nói với mẹ, con biết rồi. Con về ngay đây, kiếp trước sức khỏe của Diệp Thiệu An vẫn luôn rất tốt. Sao kiếp này lại như vậy được chứ? Cái chết của Diệp Thiệu An thật kỳ lạ tự nhiên oản oản cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, chắc vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, không nghỉ ngơi đàng hoàng, không đúng, có thứ gì đó vừa tuôn vào đầu cô. Đây là ai vậy? Một cô bé liếc nhìn ông lão rồi hỏi, ông ngoại, cháu muốn gặp bố mẹ, khi nào thì bố mẹ mới đến đón cháu? Ông lão nhìn cô bé trả lời, bọn họ sẽ không đến đón cháu đâu. Bọn họ đã chết rồi. Cô bé khóc lóc không tin, ông ngoại lừa cháu, bố mẹ cháu chưa chết. Ông lão nghiêm nghị nhìn cô bé, không được khóc, Khóc lóc là hành động vô dụng nhất của kẻ yếu đuối. Cháu không muốn, cháu ghét ông ngoại, cháu muốn bố, cháu muốn mẹ. Ông lão xoa đầu cô bé an ủi, bắt đầu từ hôm nay sẽ không ai dung túng bảo vệ cháu nữa. Cháu chỉ có thể dựa vào bản thân mình, cháu phải học cách biến bản thân thành một người kiên cường mạnh mẽ. Nghe rõ chưa? Cô bé nước mắt vẫn giàn rụa trên khuôn mặt gật đầu đồng ý. Cháu biết rồi. Đây là ký ức của cô sao? Cô có ông ngoại sao? Còn nữa, bố mẹ đã qua đời rồi sao? Xem ra, nếu cô cố gắng nhớ lại chuyện trước đây thì vẫn có khả năng tìm lại ký ức lúc ban đầu, nhưng giờ chuyện cấp bách trước mắt là phải quay về Diệp ra xem thử tình hình thế nào đã. Anh, anh cũng nhận được tin rồi hả? Diệp mộ phàm nói với Oản Oản, vừa nãy mẹ gọi điện báo cho anh biết, lạ thật, Diệp Thiệu An trước nay vẫn khỏe lắm mà, sau nay lại chết được, vào trong xem tình hình rồi tính tiếp. Khi Oản Oản và mộ phàm bước vào trong nhà thì mọi người trong nhà đều có mặt ở đây. Diệp lão ra nói với hai anh em họ, Oản Oản, Mộ Phàm, các cháu về rồi hả? Mộ Phàm liền lên tiếng hỏi ông, ông nội, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chú hai đang yên đang lành sao lại đột nhiên chết được? Cha của Mộ Phàm, Diệp Thiệu Đình nói, chú hai của con, tối hôm trước ở trong nhà bị người khác giết chết. Mộ Phàm không khỏi kinh ngạc, Diệp Thiệu An bị kẻ khác giết chết ở trong nhà sao? Loại chuyện này, sao có thể xảy ra được? Lương Mỹ huyên gào khóc thảm thiết, mau đi tìm hung thủ, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Diệp Y Y cũng nước mắt giàn ruộng, mẹ, chúng ta nhất định sẽ điều tra chuyện này rõ ràng để báo thù cho bố diệp mộ phàm liền hỏi bố đã xem camera chưa diệp thiệu đình nói với con trai bố bảo quản gia hoàng đi xem rồi diệp oản oản nhìn hai mẹ con diệp y y cứ cảm thấy có gì đó giả tạo vậy hoàng quản gia xem xong camera thì vội vàng thông báo lão gia nội dung trong đoạn video bị người khác xóa mất đã phục hồi lại được rồi diệp lão gia nói tốt lắm có phát hiện gì không lão gia hay là ngài tự xem đi chuyện này tôi cũng không biết phải nói sao lương mỹ huyên vội vàng quát lớn chuyện quan trọng như vậy mà ông còn không chịu nói sao oản oản đột nhiên có dự cảm không tốt cho lắm diệp lão ra nghiêm nghị nhìn hoàng minh khôn đã là lúc nào rồi có gì cứ nói thẳng ra hoàng quản gia ấp úng nói tôi vừa xem video thì thấy tối ngày hôm ấy là đại thiếu gia và mộ phàm thiếu gia vào phòng của nhị thiếu gia nửa tiếng sau bọn họ mới từ phòng của nhị thiếu gia đi ra lương mỹ huyên gào khóc nức nở thì ra là các người đã giết thiệu an đúng là đồ không bằng cầm thú đồ xúc vật diệp mộ phàm lên tiếng phản bác nói vậy chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ lương mỹ huyên chỉ thẳng tay về phía cha con mộ phàm rồi nói camera đã quay rõ ràng vậy rồi không phải hai người thì là ai các người hận thiệu an đã thay thế các người diệp lão ra đột nhiên quát lớn đừng có cãi nhau nữa thiệu đình mộ phàm rốt cuộc chuyện này là sao bố chuyện là như thế này tối hôm đó thiệu an gọi điện cho con nói có chuyện quan trọng muốn nói với con, kêu con về nhà nói chuyện, vừa hay mộ phàm đang ở cùng với con nên bọn con về luôn. Chỉ là lúc đó Thiệu An đã uống rượu say, thần chí không minh mẫn, nên bọn con đỡ Thiệu An lên giường xong thì đi ra ngoài luôn. Diệp Lão ra câu mày hỏi lại, chuyện quan trọng sao, vậy Thiệu An đã nói gì, Diệp Thiệu Đình nói với ông. Em ấy uống say rồi, nhưng mà con thấy Thiệu An tâm trạng không được tốt cho lắm, có vài lần muốn nói ra nhưng lại thôi. Lương Mỹ Huyên lên tiếng mắng nhiếc, ăn nói bậy bạ, Mấy ngày nay tâm trạng của anh ấy vẫn luôn rất tốt, có giống như những gì mấy người nói đâu. Mộ Phàm nói với bà ta, thi thể của chú hai vẫn còn, có uống rượu say hay không kiểm tra là biết. Diệp lão ra ra lệnh cho Hoàng Minh Khôn, đi xem thử camera. Camera đang quay lại cảnh trước phòng ngủ của Diệp Thiệu An, đúng là hình ảnh của cha con Diệp Mộ Phàm, trên tay Diệp Thiệu Đình còn đang cầm một con dao dính đầy máu. Diệp Thiệu Đình không khỏi kinh ngạc, chuyện này sao có thể, đây không phải là mình. Diệp lão ra chỉ tay về phía cha con mộ phàm, chính là hai người đã giết Thiệu An. Diệp mộ phàm lên tiếng phủ nhận, ông nội, không phải cháu và bố làm, rõ ràng là bọn cháu bị hãm hại. Oản oản cũng đứng đó xem toàn bộ hình trong camera, hai người này từ tạo hình đến vóc dáng đều giống y hệt bố và anh, cô nghi ngờ rằng trên hung khí có dấu vân tay của họ nữa. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, dù sao Thiệu An chết thì người được hưởng lợi nhiều nhất vẫn là bọn họ. Hơn nữa thực ra Diệp Y Y chính là con gái của Lương Mỹ Huyên và Hoàng Quản gia. Vì kiếp này oản oản trọng sinh nên mới xảy ra hiện tượng hồ điệp, khiến Diệp Thiệu An sớm phát hiện ra chân tướng nên mới uống say mềm như vậy. Oản oản liền hỏi Lương Mỹ Huyên, thím hai, đêm xảy ra án mạng thím đã ở đâu, bà ta nhìn oản oản với ánh mắt giận dữ, ý mày là gì? Diệp lão ra cũng hỏi như oản oản, Mỹ Huyên, con đã ở đâu? Bố, đêm đó con ở nhà bạn chơi mạt trượt, mấy người bạn đó có thể làm chứng cho con. Quả nhiên đến chứng cứ không có mặt ở hiện trường cũng đã sắp xếp sẵn, xem ra vì muốn giết Diệp Thiệu An và Vu An cho bố với mộ phàm, nên Lương Mỹ Huyên đã lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy. Diệp Lão ra nghiêm nghị nhìn cha con mộ phàm rồi lên tiếng, Mỹ Huyên, báo cảnh sát đi. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi chú hai bị giết. Sau khi báo cảnh sát, bọn họ đã nhanh chóng đến Diệp ra rồi dẫn bố và anh trai cô đi. Đúng như những gì oản oản dự đoán, trên hung khí toàn là dấu vân tay của bố và anh trai. Nhưng cho dù như vậy, chỉ cần là hồ ly thì rồi cũng có ngày phải lộ đuôi thôi. Người giúp việc trong nhà đến thông báo với Oản Oản, chủ nhân, đã đặt máy nghe lén trong phòng mụ yêu tinh kia rồi. Tại nhà nghỉ Mao Linh, Hoàng Minh Khôn vui vẻ cười nói với Lương Mỹ Huyên, bảo bối, ngày tháng tươi đẹp của chúng ta sắp đến rồi, Lương Mỹ Huyên cũng vui mừng không kém. Em đã chịu đựng đủ cái thằng cha phế vật Diệp Thiệu An kia rồi, giờ chỉ còn đợi lão già Diệp Hồng Duy kia chết đi thì Diệp ra sẽ là của chúng ta. Đến lúc đó người quản gia là anh đây cũng có thể quang minh chính đại rồi. Đó là điều đương nhiên, dẫu sao y y là con gái của chúng ta mà, cái tên ngu ngốc kia e là có chết cũng không ngờ tới, Diệp ra cuối cùng cũng rơi vào tay người ngoài như chúng ta. Hai người này thận trọng hơn oản oản nghĩ, bọn họ chẳng hề nhắc đến chuyện giết Diệp Thiệu An. Cho dù có ghi âm thì cũng chỉ có thể chứng minh rằng Hoàng Quản gia và Lương Mỹ Huyên có tình ý riêng và Diệp Y Y không phải là con gái của Diệp Thiệu An. Lão Hoàng, còn cái con bé tạp chủng Diệp Oản Oản kia nữa, cô ta chính là hòn đá ngáng đường chúng ta. Yên tâm, anh đã sắp xếp cả rồi. Có vẻ như hai người này cũng định xử đẹp oản oản luôn, nhưng giờ muốn lấy được chứng cứ bọn họ thuê kẻ giết người là rất khó. Vài ngày sau, oản oản đột nhiên nhận được điện thoại của hứa dịch, oản oản tiểu thư, tư gia xảy ra chuyện rồi, cái tên khốn nạn tư minh lễ kia quay về rồi. Những người có chức cao trong nhà đều ủng hộ tư minh lễ lên làm chủ tư gia, oản oản nói với hứa dịch, gọi điện không thể nói rõ ràng được. Chúng ta đi ra quán gặp mặt rồi nói chuyện đi, tư dạ hàn mất tích, sớm muộn gì tư gia cũng xảy ra chuyện chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy